Trong suốt thời gian vừa qua, dư luận báo chí liên tục phản ánh về việc xuất hiện các dự án ma trên địa bàn các quận Thủ Đức, Củ Chi, Bình Chánh, quận 7, quận 9, quận 12, v.v. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận kiểm tra, xử lý các dự án ma. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong tháng 7. Đặc biệt, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với Văn phòng Thành ủy xây dựng báo cáo tổng hợp sự chỉ đạo của cấp ủy quận, huyện, phường, xã, thị trấn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Sở cũng sẽ đưa ra dự báo tình hình thời gian tới, kiến nghị các giải pháp về chỉ đạo của các cấp và trách nhiệm của cấp ủy trong việc thực thi giải pháp quản lý về trật tự xây dựng theo đúng pháp luật.